Những chứng cứ buộc tội khiến Ngọc Trinh bị bắt, nhan nhản các clip xấu độc trên mạng. Hàng loạt các clip triệu view ghi lại cảnh điều khiển xe phân khối lớn tạo dáng quỳ nằm trên yên đã khiến Ngọc Trinh bị công an bắt giữ. Chiều 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, công an cũng khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 7, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Đông được xác định là người dạy lái xe phân khối lớn cho Ngọc Trinh và thị phạm các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân trên một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả. Trước đó, ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định phạt hành chính Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 11,5 triệu đồng vì hành vi nằm thả tay khi lái xe phân khối lớn, không có bằng lái xe hạng A2. Mặc dù nhận mức xử phạt như thế, song dư luận quan tâm vẫn lên án, chỉ trích nặng nề nữ người mẫu bởi những hành động ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ. Đặc biệt, sau khi bị công an xử phạt hành chính, những clip lái xe phân khối lớn nằm bò, cổ súy cho hành vi xem thường luật pháp về an toàn giao thông của Ngọc Trinh vẫn nằm ở vị trí nổi bật trên các tài khoản TikTok, Facebook cá nhân của người mẫu này. Lượt xem vẫn không ngừng tăng cao, clip ghi lại cảnh người vi phạm này nằm trên yên xe, người hướng dẫn lái xe có hành vi tương tự đã đạt hơn 15 triệu lượt xem trên Facebook. Dư luận bức xúc bởi hành vi của người này không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường khác. Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận trên báo chí, chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối, lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Sau khi kiểm tra, công an đánh giá việc đăng tải, phát tán nội dung các video của Ngọc Trinh ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Coi thường pháp luật hay mắc bệnh sao, nhận thức chưa đầy đủ. Sau khi đăng tải hàng loạt clip gây chú ý và bị xử phạt, người mẫu này vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích: "Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé." Nhiều ý kiến cho rằng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu, bởi người đẹp này vẫn còn rất ngông. Cũng có người cho rằng sự bất chấp của Ngọc Trinh là mượn ồn ào lái mô tô để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, người đẹp quê Trà Vinh đã lập tức phủ nhận ý kiến này khi đăng tải hình ảnh chân bị thương và cho biết sau màn diễn xiếc trên mô tô, Ngọc Trinh bị khâu 3 mũi, chày ở tay và chân. Sau vụ việc, quản lý của Ngọc Trinh cũng cho biết, nếu còn tiếp tục tập lái mô tô, chắc chắn Ngọc Trinh sẽ tìm những địa điểm được cấp phép tập luyện để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, đồng thời không vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đến tối 19 tháng 10 thì Ngọc Trinh bị công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh khởi tố tạm giam. Ngọc Trinh khai tại cơ quan công an rằng không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế khi có các hành vi nguy hiểm khi lái xe mô tô và khẳng định vì yêu thích xe phân khối lớn chứ không phải quảng cáo cho hãng xe nào. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ quan điểm trên báo Người Lao Động tối 19 tháng 10 rằng nguyên nhân khiến người đẹp Trà Vinh bị như vậy có thể vì bệnh ngôi sao. Hành vi Ngọc Trinh là sai, nhưng tôi cho rằng có thể người này nhận thức chưa đầy đủ về mặt pháp luật, một phần xem mình là người của công chúng, nhiều khi bị bệnh sao nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm, luật sư Hùng nói. Theo luật sư Trần Minh Hùng, có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chưa kể Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nên ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ các clip, Ngọc Trinh không gỡ nên có thể là lý do cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thưa quý vị, nghề lái xe được đánh giá là vô cùng vất vả, gian truân, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là đối với công việc lái xe đường dài, vốn được coi chỉ dành riêng cho nam giới. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những người phụ nữ vượt qua khó khăn trở ngại cả về sức khỏe lẫn định kiến xã hội để theo đuổi nghề nghiệp này. Vâng, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi xin được sẻ chia một câu chuyện về một cô gái mới 24 tuổi, nặng 36 kg, nhưng với niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt với xe tải, vẫn hàng ngày rong ruổi điều khiển chiếc xe hàng chục tấn, chinh phục khắp các cung đường đèo, khúc cua và vượt qua bao nhiêu hiểm nguy để đến đích an toàn. Cô gái ấy là Ngô Thị Mỹ Hạnh ở Phú Tiến, Định Hóa, Thanh Nguyên.
Nguy hiểm là thế, nhưng với việc được tiếp xúc với nghề lái xe từ rất sớm, khi Hạnh mới được 2 tháng tuổi, bố mẹ đã đưa cô theo những chuyến xe trong ngày. Từ đó, cô gái trẻ dần có cơ hội theo chân bố mẹ khám phá những vùng đất mới. Cái công việc này với lại cái đam mê của mình ấy, thì nó bắt nguồn từ lúc mình còn rất là nhỏ rồi. Được đi theo chân bố mẹ, được theo bố mẹ từ sớm. Nên là khi mà lớn lên là mình cảm thấy là mình thích theo đuổi cái nghề này, là mình sẽ theo thôi. Cái lúc mà mình tập lái xe thì mình cũng có nhờ cái anh ở bên cạnh, anh quay cho quá trình mình lái xe. Của lúc đấy là mình mới chập chững biết lái ấy. Nên là mình thấy rất là vui, rất là thích. Có đam mê với những chiếc xe tải trọng lớn, tốt nghiệp cấp 3, thay vì tiếp tục đi học đại học hay lựa chọn thì vào các trường nghề, cô gái Thái Nguyên quyết tâm ở nhà theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Năm 21 tuổi, cô đã có bằng lái xe hạng C và đỗ sát hạch ngay lần đầu tiên. Có được tấm giấy thông hành, cô đã tự chạy xe đi khắp các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Cao Bằng, Hải Dương, thậm chí có những chuyến xe đường dài trải qua đến nửa tháng. Đó là mình đam mê thì mình quyết định mình thi bằng C, còn các bạn nữ khác thì người ta chỉ thi B2, B1, B2 thôi. Người lái xe con chứ với cái thân hình nhỏ nhắn như mình ấy là hầu như là không có ai chọn nghề lái xe tải cả. Càng khó thì mình lại càng muốn chinh phục nó. Mình lúc nào mình cũng muốn tìm tòi cái mới. Nên là không có vì khó khăn mà mình lại từ bỏ cả. Những cái chuyến đi của mình thì thời gian gần đây thì cũng chỉ là đi là tối về hoặc đêm về hoặc là sáng hôm sau về thôi, chứ không phải đi qua ngày. Còn dạo trước thì mình cũng có đi cái chuyến đi dài nhất của mình cũng có thể là rơi vào tầm nửa tháng. Mình cứ đi chuyến này gối chuyến kia thôi, không về nhà. Nên là ăn uống thì có thể là có quán thì ăn quán, mà không có quán thì lại ăn ở trên xe. Thì trên xe mình chỉ chủ yếu là ăn mì, ăn phở. Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả, cần tinh thần tỉnh táo và sức bền. Vì vậy, đa số chỉ có phái mạnh, dày dạn xương gió mới dám theo nghề này. Tuy nhiên, Mỹ Hạnh với sức vóc khá nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 36 kg, nhưng vẫn có thể điều khiển chiếc xe tải 30 tấn chạy bon bon trên những cung đường. Bắt đầu công việc của Hạnh thì không phải là muốn cho con đi vào cái nghề lái xe. Thì gia đình là kinh doanh thôi, kinh doanh vừa vận tải vừa là làm về ngành gỗ. Thì bắt đầu sinh Hạnh thì có chửa Hạnh này thì nhà tôi đã có xe ô tô rồi. Và Hạnh đều đi cùng với bố mẹ. Cái thời gian Hạnh mà học mẫu giáo là ít, tại vì toàn đi theo bố mẹ thôi. Cứ bố đi hàng đi từ nửa đêm ấy thì phải bế con đi theo. Bố lái, mẹ phụ thì con phải theo rồi, đi nửa đêm ai nhận con đâu. Thế là đi theo bố mẹ từ lúc đó. Xong dần dần thì con lớn lên thì đến học hết cấp 3 thì bắt đầu là con đi theo nghề của bố thì cũng đi phụ xe bán hàng cho bố. Thì con bắt đầu đam mê về cái việc đấy, về lái xe. Thì ban đầu nó liều lắm, nó đi cùng với lái xe thì nó toàn trộm lái rồi. Về lái xe có dám nói đâu. Thì cái Facebook của Hạnh ấy thì là nó lại không cho bố mẹ xem. Cho nên không nắm được. Về cơ bản, những chặng ngắn khoảng 150 km đến 200 km thường chỉ có mình Hạnh phụ trách. Những chặng dài hơn thì tài xế còn lại sẽ đi cùng. Nếu mà đi các cửa khẩu Trung Quốc thì nó gần thôi, nhưng mà nó chỉ là đèo núi thôi. Nếu đi Bảo Lạc thì Hạnh sẽ chạy là từ lên Bảo Lạc đi mất khoảng độ tầm 8 tiếng. 8 tiếng thì mới lên đến Bảo Lạc. Nếu mà chạy hàng về thì phải chạy hết tầm 12 tiếng. Tại vì là hàng nặng đi vào đèo đấy là đi đường tốc độ nó chỉ đi được thấp thôi, nó không đi được nhanh. Lo lắng chứ, lo lắng lắm. Nhưng mà trên đường đi đường dài rồi là cũng để ý xem là con lắp định vị xe để theo dõi xe là con đi đến đâu và đi thế nào. Gọi điện cho con thì trên đường đi là cũng tránh gọi điện. Mà trừ trường hợp lúc nào mà con nó nghỉ thì mới gọi điện. Tại vì là đã lái xe thì cũng không muốn gọi điện, con nó mất tập trung. Mà xe đi bây giờ toàn là xe tải lặng xong là đi trên đường cao tốc ấy, nên là cũng không gọi. Đôi lúc cô không tránh khỏi mệt mỏi và nghĩ đến việc dừng lại. Tuy nhiên, ở nhà một vài hôm, cô lại nhớ nghề tay lái. Để tạo sự đặc biệt và dấu ấn riêng cho mình, cô gái trẻ còn trang trí chiếc xe tải của mình đầy màu sắc dễ thương, dán những hình Doraemon, Hello Kitty ngộ nghĩnh. Chính đặc điểm này
Mỹ Hạnh là nữ tài xế được cộng đồng lái xe mạn Thái Nguyên, Bắc Cạn dễ dàng nhận ra. Ngày trước còn đi học thì mình thích làm diễn viên cơ. Ngày xưa lúc mình còn đi học thì mình ước mơ sau này mình sẽ thành diễn viên, thành ca sĩ, người mẫu cái thứ thì mình thích xem hoa hậu ấy. Nhưng mà đời xô đẩy thì lại học xong thì bố lại dán luôn cho cái nghề kinh doanh của gia đình. Nên là theo nghề bố mẹ thôi. Với những người đã chọn nghề tài xế, đặc biệt là lái xe tải đường dài, những tình huống bất ngờ luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên đường. Chỉ cần thiếu chút quan sát, xử lý không kịp là có thể xảy ra tai nạn. Thế nhưng với tình yêu nghề và tâm lý không thua kém ai, cô gái trẻ muốn lan tỏa thông điệp phụ nữ cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với nam giới. Chỉ cần cố gắng, chịu khó và tập trung thì ai cũng làm được.